Các bạn thân mến, Đại tướng Võ Nguyên Giáp là một người con vĩ đại của đất nước, là một vị danh tướng huyền thoại mà toàn thể nhân dân Việt Nam đều kính phục. Tuy nhiên, không phải vì bận trăm công nghìn việc mà tướng Giáp quên đi trách nhiệm cao cả của mình đối với gia đình. Thật vậy, ông đã cùng vợ nuôi dạy các con các cháu trưởng thành, trở thành những con người tử tế và đàng hoàng. Có thể nói rằng năm người con của đại tướng đều là những người tài giỏi. Đáng nói là có 4 người trong số họ đều làm việc và thành đạt trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Vậy thì tiểu sử 5 người con của tướng Giáp thực sự khủng đến đâu? Hãy cùng Tagawai đi tìm câu trả lời trong video ngay sau đây. Tiểu sử 5 người con của đại tướng Võ Nguyên Giáp. Nói về hôn nhân của đại tướng Võ Nguyên Giáp, ông kết hôn lần đầu với bà Nguyễn Thị Quang Thái vào năm 1933. Đặc biệt bà Thái chính là em gái nhà yêu nước Nguyễn Thị Minh Khai, vợ của Lê Hồng Phong, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam vào năm 1943. Mối tình đầu đẹp đẽ đó đã ban tặng cho ông bà cô con gái là Võ Hồng Anh, sinh năm 1939. Thế nhưng rồi hạnh phúc ngắn chẳng tày gang. Một năm sau đó, ông rời gia đình đi hoạt động cách mạng. Rồi bà Quang Thái lại bị giặc Pháp bắt giam ở Hòa Lò và hy sinh ngay tại đó. Mẹ mất, cô con gái Hồng Anh của đại tướng sống với ông bà nội. Phải mãi đến năm 1946 mới gặp lại cha lần đầu. Sau này thì chị có kể lại: khi mà được gặp lại ba lần đầu, tôi nhất định không nói một lời nào, kể cả là khi ông bế tôi ra chỗ vắng, chỉ với một câu hỏi: có nhớ, có thương bà hay không? Tôi và ông cụ thường hay có kiểu hiểu không lời, rất là đặc biệt. Khi mà ba tôi chia tay hai mẹ con để sang Trung Quốc thì tôi còn quá bé, chưa biết gì. Người đầu tiên gợi lại hình ảnh người cha trong tôi là bà nội. Điều bà nói nhiều nhất về ba với tôi đó chính là: từ lúc ba tôi còn bé cho đến lúc đi hoạt động cách mạng, bà luôn tin những điều ba tôi làm. Vì thế trong suốt thời gian xa cách, tôi đã luôn nghĩ về bà với niềm tự hào thơ trẻ và tình cảm tin yêu gần gũi. Mỗi khi tôi về nghỉ hè, ông từng lục lại những thư từ của mẹ cho tôi xem. Nhiều nhất là những bức thư ba mẹ tôi gửi cho nhau, cả từ trước khi cưới nhau, và những bức thư mẹ tôi gửi cho ông bà nội, cho chú Nhỏ là em ruột ba tôi, cho bà ngoại và các cậu dì của tôi, và cho tôi từ nhà tù Hỏa Lò. Thư viết cho người lớn chữ lít nhít, còn viết cho tôi thì chữ to hơn. Trong thư mẹ mới dặn bà và chú: làm sao cho ông anh sau này lớn lên không biết khổ mà chỉ thương người khổ. Ban đầu tôi giữ lại tất cả những bức thư đó, sau rồi bà mới bảo: để bà giữ, kẻo Hồng Anh giữ rồi đọc nhiều lại buồn. Tôi không còn nhớ mặt mẹ, nhưng qua những tấm ảnh, những bức thư, qua lời kể của bà và những anh em, đồng chí của mẹ, qua những câu chuyện của họ hàng, láng giềng ở quê, và bao trùm lên tất cả là một sợi dây thiêng liêng vô hình nào đó, hình ảnh của mẹ được hiện lên trong tôi rõ nét và xác thực, và tôi cảm nhận được tình cảm thiêng liêng giữa bà và mẹ. Thuở ấy, cô con gái Hồng Anh được chính phủ bố trí đưa sang học tại Quế Lâm và khu học xá Nam Ninh, Trung Quốc. Năm 1954, bà lại được đưa sang Liên Xô theo học trường thiếu nhi Việt Nam Internat Mokhra. Năm 1959, bà theo học ngành vật lý lý thuyết lượng tử thuộc Đại học Tổng hợp Quốc gia Lomonosov, Moscow. Đến năm 1965, bà tốt nghiệp với tấm bằng đỏ hạng ưu ở trong tay. Về nước thì bà được phân công làm cán bộ nghiên cứu thuộc Ban Toán lý, trực thuộc Ủy ban Khoa học Kỹ thuật Nhà nước, rồi sang Liên Xô bảo vệ luận án Phó Tiến sĩ Toán lý, được mời làm việc tại Viện Liên hợp Nghiên cứu Hạt nhân Quốc tế Dubna và được phong cho học hàm giáo sư. Đến năm 87, bà về nước, kinh qua nhiều vị trí tại các viện, trung tâm năng lượng vật lý. Đặc biệt là bà còn được trao tặng giải thưởng khoa học quốc tế Kovalevskaya danh giá nữa. Tuy nhiên là đến năm 2009, giáo sư Võ Hồng Anh, cô con gái đầu lòng của đại tướng Võ Nguyên Giáp, đã bất ngờ qua đời sau một cơn suy tim. Về phần đại tướng, sau sự ra đi của bà Nguyễn Thị Quang Thái, đến năm 1946, ông tái hôn với giáo sư Đặng Bích Hà, chính là con gái của giáo sư Đặng Thái Mai. Ông bà có 4 người con, 2 gái và 2 trai, tất cả đều giỏi giang và thành đạt. Người con gái đầu là Võ Hòa Bình, sinh năm 1951, đã tốt nghiệp khoa vật lý, trường Đại học Tổng hợp Hà Nội. Ra trường thì chị về công tác tại nhà máy chế tạo bán dẫn thuộc Tổng cục Kỹ thuật. Sau đó chị được giao trọng trách là phó giám đốc công ty điện tử Sao Mai của quân đội. Những năm trước khi nghỉ hưu, chị công tác ở Cục Quản lý Khoa học Công nghệ Bộ Quốc phòng. Hiện thì chị là Ủy viên Hội đồng Quản trị Tập đoàn HIPT, chuyên cung cấp các giải pháp về công nghệ thông tin và truyền thông
đào tạo chuyển giao công nghệ, nghiên cứu thiết kế, cung cấp các thiết bị viễn thông đầu cuối. Con gái thứ hai của Đại tướng là Võ Hạnh Phúc, sinh năm 1952. Được biết là chị Hạnh Phúc đã theo học ngành vật lý tại trường đại học tổng hợp Lomonosov thuộc Liên Xô cũ. Về nước thì chị công tác ở Viện Vật lý thuộc Viện Khoa học Việt Nam. Hiện chị cũng là Ủy viên Hội đồng Quản trị của tập đoàn HIPT, chuyên cung cấp các giải pháp công nghệ thông tin. Người con trai trưởng của Đại tướng thì được đặt tên là Võ Điện Biên, sinh năm 1954. Hiện là Giám đốc Công ty Cổ phần Đông Sơn, hoạt động trên lĩnh vực khoa học công nghệ, chuyên cung cấp các thiết bị máy móc kỹ thuật đa ngành cho các cơ quan doanh nghiệp. Quả thật Võ Điện Biên là một chàng trai thông minh. Sau khi tốt nghiệp phổ thông và loại xuất sắc, anh đã được gửi sang học ở Học viện Kỹ thuật Hàng không Zhukovsky thuộc Liên bang Xô Viết. Được biết học viện này là trung tâm hàng đầu đào tạo cán bộ cho ngành khoa học hàng không và nghiên cứu hàng không vũ trụ. Ra trường thì anh trở về phục vụ cho quân đội. Gần đây ở cái tuổi hưu trí, anh quyết định đem những kiến thức cùng kinh nghiệm của mình để phát triển một lĩnh vực rất cần cho phát triển đất nước, lĩnh vực khoa học công nghệ. Võ Điện Biên có 4 người con, 3 trai 1 gái. Các con anh đều rất ngoan ngoãn, học giỏi và đa tài. Còn con trai út Đại tướng là Võ Hồng Nam, sinh năm 1956, hiện là Giám đốc Công ty Cổ phần Máy tính Truyền thông Hồng Nam. Tốt nghiệp Đại học Bách khoa chuyên ngành vật lý, từ năm 79, Hồng Nam đã nuôi chí đi sâu nghiên cứu về công nghệ bán dẫn. Sau này anh được vào làm trợ lý cho nhà máy sản xuất bán dẫn thuộc Tổng cục Kỹ thuật. Đến năm 84, Võ Hồng Nam sang Hungary làm thực tập sinh kỹ sư công nghệ ở Liên hiệp Phi điện tử MEP Budapest, rồi kỹ sư lập trình ở Viện Nghiên cứu Máy tính Tự động hóa Budapest. Về nước, Hồng Nam vẫn làm việc trong lĩnh vực yêu thích của anh. Từ năm 2009, Hồng Nam trở thành Giám đốc Công ty Cổ phần Máy tính Truyền thông Hồng Nam, một doanh nghiệp làm ăn phát đạt. Như vậy thì có thể thấy, tất cả các con của Đại tướng đều được đào tạo và hoạt động trên lĩnh vực khoa học cơ bản, công nghệ thông tin. Ngành nghề mà từ khi đang là Phó Thủ tướng, phụ trách khoa học kỹ thuật, ông rất là quan tâm khuyến khích và họ đều rất là thành đạt. Tuy nhiên là thành đạt nhất trong lĩnh vực này phải kể đến người con rể Trương Gia Bình, Chủ tịch Hội đồng Quản trị FPT, chồng của chị Võ Hạnh Phúc. Có thể nói là tướng Giáp luôn đặt tên con cháu theo ước vọng về đất nước. Người con trai Võ Điện Biên được lấy tên theo sự kiện lịch sử năm 1954. Hai con gái Võ Hòa Bình, Võ Hạnh Phúc thể hiện mơ ước về ngày hạnh phúc của đất nước. Còn người con út Võ Hồng Nam là niềm mong ước một miền Nam rực cờ hồng. Hai con của anh Võ Hồng Nam được đặt tên là Võ Hoài Nam, nhớ mong miền Nam, và Võ Thành Trung, như lời thề nguyện tận trung với nước. Hoài Nam và Thành Trung được cha dạy võ từ năm 3 tuổi theo truyền thống con nhà võ, nên khi lớn lên đều trở thành những thanh niên cường tráng. Về phần mình, Đại tướng Võ Nguyên Giáp còn là một người nặng tình, nặng nghĩa. Trong nhà ông trưng bày rất nhiều kỷ vật về bà Quang Thái, người vợ đầu đã hy sinh, để nhắc nhở các thành viên trong gia đình không được quên bà. Ngày 27 tháng 7, giỗ Tết là dịp cả gia đình cùng tưởng nhớ bà Quang Thái. Khi mà vẫn còn đi lại được, tướng Giáp từng cùng người vợ sau là Phó Giáo sư Bích Hà lên nghĩa trang Mai Dịch, bất kể nắng mưa, để mà nhổ cỏ, lau mộ, thắp hương cho bà Thái. Cử chỉ ân nghĩa đó cùng với những đức tính bao dung đã ngấm sâu vào dòng máu thế hệ tiếp theo là các con, các cháu của Đại tướng sau này. Và video này đến đây thì cũng xin phép được khép lại. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của các bạn khán giả dành cho Takawai. Suy nghĩ của bạn ra sao về 5 người con của Đại tướng Võ Nguyên Giáp? Hãy chia sẻ cảm nghĩ của mình xuống bên dưới video này. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.